quý vị và các bạn, cửa cuốn là một sản phẩm đã trở nên phổ biến với nhiều người dân, nhất là ở các thành phố lớn. Thế nhưng thời gian gần đây, loại cửa này đã bị kẻ gian dò và phá mã số một cách đơn giản để đột nhập trộm cắp tài sản của gia chủ. Một giải pháp công nghệ trong lĩnh vực cửa cuốn đã được ứng dụng nhằm đối phó căn cơ hơn với vấn nạn này, phản ánh của truyền hình Công an Nhân dân. Sự việc kẻ gian sử dụng thiết bị của Trung Quốc để phá mã cửa cuốn, đột nhập và lấy đi khối tài sản trị giá 800 triệu đồng tại số nhà 16 phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vào ngày 28 tháng 7 năm 2014 đã gióng lên hồi chuông báo động về phương thức trộm cắp hoàn toàn mới. Nguyên nhân của vụ việc được xác định là do bộ cửa cuốn sử dụng motor và có bộ điều khiển xuất xứ không rõ ràng, bộ mã không tự thay đổi. Do vậy, kẻ gian có thể sử dụng các thiết bị dò sóng có nguồn gốc từ Trung Quốc để đánh cắp mã số mở cửa. Trước đó thì tôi không biết là cái motor đấy là của Trung Quốc, nên là cũng không biết được cái việc mà mã hóa kia sẽ bị dò tín hiệu được từ kẻ gian. Trước tình hình đó, tập đoàn Osdor đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển thành công công nghệ chống copy mã số cửa cuốn Osmatic Roller Code. Kết quả thử nghiệm thì hệ điều khiển này có khả năng sinh ra hàng tỷ mã ngẫu nhiên, không lặp lại và tự hủy sau mỗi lần sử dụng. Do vậy, việc kẻ gian phá mã là điều không thể. Tôi khẳng định là cái vấn đề chống cái mã cho chống cái phá mã mở cửa cuốn á, thì là hoàn toàn khách hàng có thể yên tâm. Và chúng tôi cam kết rằng là 100% khách hàng nếu mà sử dụng cái sản phẩm cửa cuốn đồng bộ có sử dụng cái công nghệ Osmatic Rolling Code ấy, thì khách hàng có thể yên tâm hoàn toàn là cái công nghệ này nó có thể là miễn dịch được với cái việc là phá mã cửa cuốn. Trên thị trường hiện nay, bộ thiết bị dò mã cửa cuốn như thế này có xuất xứ từ Trung Quốc đang được bán tràn lan. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, người sử dụng cũng nên có các biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình, tránh những trường hợp mất trộm đáng tiếc xảy ra.